Hiện tại bây giờ là mưa dông nó vô như bão luôn cả nhà. Nó làm đùng đùng luôn. Xanh mến chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại kênh của em nha. Sáng ngày hôm nay thì em đang có mặt gần ngồi cái ngọn núi của cái đảo Hòn Gầm cả nhà. Thì ở cái video trước là em có nói là nếu mà trời nó êm á, áp thấp nó tan á thì em có thể đi lội ra ở cuối ngọn núi này để mà làm một cái video cho quý cô chú anh chị mình xem. Nhưng mà đi ra tới cái chỗ này cả nhà thì vách đá nó dựng quá, mình không có leo ra được nữa nha. Cao lắm cả nhà ơi. Nè, từ ở bên trong này thì mình đi ở trên kia, mình đi chài lần xuống này. Nhưng mà tới đoạn này là hết đi được rồi. Nên chắc em sẽ ở lại ngay cái khúc này, gần cái đoạn chót của cái hòn đảo. Ở đây còn gọi là đảo Hòn Gầm nha cả nhà. Thì em sẽ ở lại chỗ này để mà tìm cái chỗ nào đó để dựng lều và làm một cái video cắm trại theo cách tự lập phần 2 cho cô chú anh chị mình xem. Thì ở phần trước là em có làm một cái nhà đá, nhưng mà em đã xô sập rồi cả nhà. Để mà lội ra đây mình tìm một cái chỗ, mình dựng một cái nơi ở mới và đi tìm kiếm thức ăn. Mình có thể xuống biển để kiếm thức ăn và cũng có thể lên trên núi. Nhưng mà trên cái núi này đa phần là nó không có cây cối cả nhà. Khúc ngoài này nó chỉ có cỏ thôi. Chỉ có ở trên kia là em có thấy dường như là một bụi dứa dài cơ cả nhà. Đó, một tí nữa em sẽ lội lên đó coi thử có trái không. Mình kiếm một ít trái mình ăn rồi sau đó mình đi gom dụng cụ nha. Ở đây là ngồi nghỉ mệt một xíu. Ở trong đi ra đường rất là khó đi, rất là đuối. Như ở cái video trước là cả nhà mình cũng xem rồi. Lúc mà em bay lay cam lên á là thấy cái hòn đảo này rất là khó đi. Với lại hòn đảo này nó không có cây cối bao nhiêu hết cả nhà ơi. Ở đây em sẽ tiện dụng lại những cái cây chán này có thể làm được cái bàn ăn này cả nhà. Tí nữa mình dọc dọc coi thử còn cái gì không. Đa phần ở đây nó không có tấp nhiều đồ nha. Tại vì gành đá nó tấp vô nó cũng đẩy nước, nó dẹp những cái cây hoặc là tấm xốp rồi nó dẹp ra ngoài hết. Xung quanh đây toàn là đá thôi, không có cái gì khác ngồi những cái miếng đá san hô. Chỉ có ngõ này thì nó tấp được ít cái cây khô thôi. Có thể mình tiện dụng làm củi cũng được cả nha. Thôi bây giờ mình sẽ đi lên cái bụi dứa dài kia thử nha. Nó cao nè, rất là khó leo nha. Cái này mà những cái đá này mà bước lên nó trơn một cái nè. Đây, cho mình quay xuống cho cả nhà mình xem. Cao lắm. Ồ, chỗ này là 3 trái, 4 trái rồi. Dường như là 5-6 trái luôn cả nhà ơi. Đây, dứa chín rồi. Mấy cái trái dứa này nó cũng là một cái bài thuốc nha. Cả nhà mình nếu mà có ai cần á thì có thể inbox em gửi cho cả nhà. Tại vì cái trái này uống mát thận lắm. Em sẽ lấy trước hai trái nha. Ù nó lăn luôn rồi.
Đây. Ồ, nó chín ngon ghê luôn cả nhà ơi. Cái cùi của nó ở giữa ăn nó xếp xếp ngon lắm nha. Cái này mình chấm muối ớt ăn ngon lắm. Còn những cái cùi ngòi này mình có thể chỉ ra phơi rồi sau đó nấu nước uống, nó như là sâm á cả nhà, uống mát lắm. Cả nhà mình ai có cần những cái trái dứa này thì kết bạn Zalo nha, rồi em sẽ gửi cho. Ở đây em gặp được 5-6 trái gì đó. Thôi bây giờ mình mang về cái chỗ để mình cày ra mình ăn một miếng. Mấy cái cùi này mình ăn có thể giải khát cho mình, tại vì trong này nó cũng có một ít nước. Ngọt ngọt, có nước nữa. Ngọt lắm cả nhà ơi. Đây là cái cùi của nó, cùi bên trong của nó. Thì mời cả nhà mình nha. Cái này ăn nó cũng xếp xếp, nó nhiều phai cả nhà. Ăn ngon lắm. Ở đây thì nó đã có sẵn một cái kệ đá nè cả nhà. Em có thể lụm thêm đá san hô để mà mình chất lên, mình làm một cái chỗ mình ở nha. Đó, chứ xung quanh này là đá gồ ghề không à, không có cái chỗ nào để cho mình dựng cái lều cả. Nên chỗ này nó có một cái khúc đá bằng bằng nè. Em sẽ đồn đá thêm lên, đồn lên cho nó bằng phẳng luôn, nó hơi rộng rộng ra một xíu, rồi mình sẽ làm một cái chỗ ở. Em vừa nhặt được một cái lồng bóng mực cũ bị gãy rồi. Coi thử cái lưới này mình có tiện dụng làm được cái lồng gì không nha. Cái lưới này cái lỗ nó to quá, sợ con cá nó vô nó cũng ra lại cái nhà ơi. Nó to bằng hai ngón tay mình á. Cái này bóng mực lé. Định là lợp làm cái máy luôn, cho nó mát, nó có cái khung này.
Tại vì ở đây nhặt không có tri nên em dùng mấy cái sợi dây này nè, em đang que lại chứ không có tri để mình buộc làm cây ngang. Bây giờ coi thử cái lồng này mình có làm được cái gì không. Trước mắt cắt lấy một ít dây, cái dây có buộc đỡ cũng được. Chiên bây giờ bắt đầu nó nắng rồi cả nha, tranh thủ lợp cho nó xong cái mái nha. Ui, nắng quá. Rồi, em đã làm xong được cái nơi ở của mình rồi cả nhà. Đây mà nói khách sạn thì phải gọi là khách sạn ngàn sao luôn cả nhà ơi. Nó rát sao mà không tưởng luôn. Nè. Em cũng em còn dư một miếng bên ngoài nữa. Kìa. Nếu mà có trời mưa thì mình sẽ dùng cái miếng còn lại tủ lên trên luôn nha, cho nó khỏi chảy vào bên trong. Còn bây giờ thì mình làm tạm như thế này thôi, rồi đi kiếm thức ăn. Tại vì giờ cũng trưa rồi cả nhà. Ra ngồi hòn đảo này á thì có cái gì mình nhặt cái đó. May mà nhặt được cái tấm bạc này với lại cái áo mưa nữa. Áo mưa thì đủ để em lót em nằm. Bên dưới là có lót trước một cái tấm xốp nè, tấm mốt này cả nhà. Nằm cho nó êm, nó khỏi cấn đá nha. Rồi. Đó, trưa thì mình có nghỉ trưa rồi. Ăn uống xong rồi cũng có chỗ nghỉ đỡ phải nắng cả nhà. Thôi giờ em cùng cả nhà mình sẽ đi kiếm cái gì đó ăn tạm nha. Chắc phải đi lặn rồi. Không biết ở đây gành đá đây có cái hải sản gì không nữa.
Một con cá màu tiên. Cái này ăn cũng ngon rồi cả nhà. Chúng có gặp được một con bầu ngư lên khá là to cả nhà, nhưng mà nó nằm trong cái kỹ rất là khó bắt nha. Một con bào ngư nè. Một con trinh nữ. Wow, con này rất là to luôn cả nhà ơi. Thêm một con bào ngư nữa nha. Con thứ hai rồi. Rồi, con sò nó to nè. Quá đẻ à. Đây là thành quả buổi trưa của em ngày hôm nay nè cả nhà. Bắt được mớ hầu điếu, hầu hương, cá, sò, ốc, bào ngư. Quá chừng luôn. Hôm nay là có thêm ốc đụng trinh nữ với lại con sò gì nữa này, sò gì to cái nha. Rồi
trai, cá màu tiên. Đây là con cá màu tiên nè. Còn mấy con hải sản này thì giống như ở video trước của em. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt hai cái lon này. Những cái con mà nhỏ nhỏ thì em sẽ bỏ vô trong lon để mà luộc. Còn mấy con lớn lớn thì mình nướng nha. Đây, có nhiều cô chú anh chị nói sao cái lon lại còn đóng nắp cả nhà. Khi em cắt ra như thế này á thì em sợ nó xì hơi á, là em bóp lại như thế này nè. Em đậy chứ không phải là cái lon nguyên đâu nha. Đây, khi em bắt em luộc hoặc là em đun nước á là em sẽ đậy cái nắp lại nha. Rồi, hải sản của em đã chín hết rồi nè cả nhà. Ôi, nhìn cái mâm hải sản nhìn nè. Chưa ăn mà thấy nó thèm luôn cả nhà ơi. Toàn là đồ ngon không à. Hôm nay có cái con sò gì đây rất là to luôn. Cái cục thịt của nó mà muốn bằng cái giỏ luôn cả nhà. Còn ốc giỏ, ốc mặt trăng. Với lại hầu điếu nè. Nhìn cái ruột hầu điếu nè cả nhà. Còn ngon hơn con bào ngư nữa. Thôi, giờ em cũng mời cả nhà mình cùng em ăn con hải sản nha. Ngồi cái lều của em nắng nóng quá nên em chui vô trong cái kĩa đá này ngồi cho nó mát. Với lại đá nó không có nóng như cái kiểu bạc, ngồi nó thoáng hơn cả nhà. Em mời cả nhà mình ăn con ốc giỗ đầu tiên với em nha. Nhìn đã quá. Con này ăn ngon là miễn bàn rồi. Đi ra hòn đảo này chủ yếu là cái con hầu điếu này với lại con bào ngư thôi. Nhưng mà hôm nay là con bào ngư nó không có nổi nhiều. Bắt chỉ được 4 con, 3-4 con gì thôi, 4 con. Làm thử con sò này nha. Coi thử con sò này ăn nó ngon không. Hồi giờ là đây là lần đầu tiên. Nói chung những con sò biển thì mình ăn nó không có bị sao hết cả nha. Chủ yếu là nó ngon hay dở thôi. Em cũng mời cả nhà mình nha. Nó dai. Con bào ngư mình luộc ăn nó không có thơm bằng cái con bào ngư mình nướng. Nướng nó mới thơm. Như mấy con hầu điếu này.
mang hồ điếu em nướng như thế này nè, cháy cháy ăn thơm lắm cả nhà. Bây giờ em sẽ coi thử cái lồng này sửa lại được không. Nếu mà không được á thì ở đây em có chặt một mớ cây nè cả nhà. Tí nữa mình sẽ làm cái lồng khác, tại vì cái lồng này nói chung là nó cũng đã gãy hết rồi. Nếu mà sửa lại được thì em sửa, còn nếu sửa không được em sẽ dùng cái miếng lưới này để mà bọc nha, làm một cái lồng mới rồi tiện dùng lại cái tấm lưới đen này để bọc coi thử có con cá nào bẫy, có con cá nào ăn không. Lỗ lưới này chắc bắt được cá lớn thôi cả nhà ơi, cá nhỏ thì nó đi vô rồi đi ra lại thôi. Lỗ này phải ké phải bằng ngón chân cái mới ăn được nha. À, bây giờ làm, tranh thủ làm. Em đã làm xong được một cái khung lồng mới rồi cả nhà. Cái khung lồng cũ gãy bỏ thì em bỏ qua một bên rồi. Em chỉ dùng lại được vài cây tri thôi, nhưng mà có cây nó cũng gãy, em phải chắp này. Đây, mục không rồi. Cái lồng này to lắm cả nhà ơi. To gần bằng cái lồng cũ của nó luôn á. Tại vì mình không có dám làm to bằng nha. Cái miếng lưới này có chỗ nó rách á cả nhà, mình phải cắt bỏ. Nếu mình làm to bằng là lưới nó không có đủ đâu, nên em chỉ làm nhỏ hơn một xíu. Bây giờ em bắt đầu vô lưới nha. Có thể em dùng những cái
cái bóng mát này nè, cái sợi như này để mà làm cái bóng mát của nó luôn, không có gỡ ra nha. Đây, cái lồng của em đã làm xong tầm còn 90% rồi. Chỉ còn một cái miệng tôi nữa thôi. Cái miệng tôi này nó có sẵn hai cái còng cước. Cái lúc mà cái lồng cũ nó có này cả nhà. Chỉ cần kéo vô buộc hai cái cây bên trong nữa là xong rồi. Tại vì cái miếng lưới này nó rách quá nên mình phải mất một buổi để làm cái lồng này nha. May vé tùm lum hết cả nhà ơi. Nè. Nó rách từ bên trên xuống bên dưới luôn. Vé mình thắt lại. Với lại nó dư lưới á. Nó hơi dùng dùng, phải thắt cho nó thẳng lại. Rồi, bây giờ trời nó muốn mưa rồi. Với lại tầm khoảng 5 giờ rưỡi, gần 6 giờ rồi cả nha. Giờ em chuẩn bị đi làm một cái vợt để tối mình đi lặn bắt cá. Cây miếng lưới vợt này là em mang theo nha. Chỉ cần chặt một cái cây để mình quấn làm cái dành thôi. Cái đây là em tạm thời gác qua một bên. Sáng mai em sẽ tranh thủ làm sớm để xong rồi mình đi bẫy kiếm cá ăn nha. Này, còn sót mấy cái lỗ rách này, cả nhà mình thấy đưa cái tay vô bên trong được không? Đó, mai mình phải may lại luôn. Còn rách quá chừng cả nhà ơi. Lưới này nó cũ quá rồi. Mưa nó không có lớn hung, nó muốn làm dông mà dông không có được nha. Đây là những cái dụng cụ em đi kiếm thức ăn nè. Một cây vợt, cây gương với lại cái chai đựng như hồi sáng nha. Thôi, giờ em cũng mời cả nhà mình cùng em đi kiếm thức ăn nha. Cá này đã trơn lắm. Một con cá kình. Cá kình trắng. Cá này khó lấy nè cả nhà ơi. Cái gai nó chích đồng lắm. Hiện tại bây giờ là mưa giông nó vô như bão luôn cả nhà. Nó là
làm rung rung luôn. Mưa giờ tầm tẻ luôn cả nhà ơi. Giờ là chắc hết lặn được rồi á. Mấy con cá nướng của em cũng đã chín rồi nè cả nhà. Chắc nó chín hai con. Còn con cá mó này nó mới vừa chín tới à. May mà trời nó cũng vừa tạnh mưa nha. Thôi, nói chung là mình cũng đang còn ướt nên ngồi ăn trên bếp luôn cho nó nóng cả nhà ơi, cho nó ấm. Chưa thay áo luôn. Rồi sợ nó tắt bếp nên lật đật nướng mấy con cá ăn. Tại vì trời nó vừa rồi nó mưa. Mưa cũng hơi lớn. Bốc khói. Trời lạnh lạnh đây ăn miếng cá nóng ấm ngon lắm cả nhà ơi. Nóng quá. Em mời cả nhà mình ăn miếng cá kình trắng nha. Chỗ của em còn gọi là cái giò cái nha. Cái này mình ăn nóng chứ không nó tanh lắm. Nóng ngon. Chạy hết một con cá to rồi á. Gặp một con cá mó to lắm cả nhà. Mà sóng nó kéo quá bắt không có được. Đây là cái bò nú nha. Cái bò nú rạn, bò dép. Con này ăn cái thịt nó dai lắm. Thịt nó là bao ngon luôn cả nhà. Sơ thịt nó như thịt gà. Ăn đẻ lắm. Ồ nó thơm. Thấy bốc khói là phái à. Em mời cả nhà mình ăn miếng cá bò dép nha. Giờ bắt đầu trời nó mưa lại tiếp rồi cả nhà ơi. Chắc tối hôm nay đốt lửa ngủ không có được rồi. Lạnh 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 vô ăn mấy cái nóng ngon ghê luôn á.
Đây, sáng sớm ngày hôm nay em đã tranh thủ vé xong những cái lỗ rách, với lại làm luôn cái miệng tôi, cái miệng vô của nó cả nha. Đã làm xong hết rồi. Quá là to, nhìn đẹp ghê luôn cả nha. Từ cái lồng vuông, lồng bóng mực mà mình chế theo cái lồng vòng cung nha. Rất to. Đây, đứng cho cả nhà mình xem nè. Nó tầm phải tới ngực em á cả nha. Chắc hơn 1 mét. Rồi, bây giờ em cùng cả nhà mình sẽ ra kiếm mồi để bỏ vào trong lồng và đặt. Tới trưa coi thử có con cá gì ăn không nha. Giờ trời thì cũng trưa rồi cả nha. Giờ em cùng cả nhà mình sẽ ra thăm lại cái lồng, sẵn tiện lặn coi thử có con gì ăn không nha.
Được 4 5 con cái ràng gì cả nha. Ô được hai con ghe, hai con cái chim gì đẹp ghê luôn á. Để em đặt máy xuống em lấy ra cho cả nhà mình xem nha. Đây nè cả nhà. Đây là một con cái chim nha. Chim gì đây em cũng không biết nữa. Và mấy loại chim ràng. Một con bò dê bò dép gì nữa này. Này cả nhà. Hai con. Mấy loại này thì em không rành nữa. Nói chung cái rạng nó nhiều loại lắm cả nhà. Nên cũng không có biết hết mấy cái tên của nó nha. 4 con. Ôi có con này nó đẹp ghê luôn á. Nè. B4 màu, màu sắc của nó B4 màu luôn. Với lại nó có một cái cờ nữa nè. 5 con. Được 6 con cá cả nha. Cái này nó tới B con luôn. Lúc ở trên bơi xuống á, là cái nhỏ nhỏ nhiều lắm. Mà nó bơi vô rồi à, nó lọt ra hết rồi cả nha. Nó không có cái lồng mặt lưới này nó to quá, nó không có kẹt lại được nha. Ôi, thành quả hôm nay được 5-6 con gì. Trời ơi, mấy con cá rạng này mà có lá mi á cả nha. Giờ nấu một son chua thôi nhức tới cái nách luôn. Cái này cũng ngon nè, cái này ăn như thịt ghê luôn á. Có con cá này thì nó có cái nỉ đuôi. Ui, trưa này có bữa ăn ngon rồi cả nhà ơi. Dồn dồn hết được bê sâu như thế này cả nhà. 6 con. Rồi, giờ lên bếp cả nhà ơi. Ôi, mấy con cá chim này nướng ra nó béo mà nó chạy mỡ nè cả nhà. Cái này nữa. Toàn là mỡ không à. Cái này mà nấu chua ăn nó béo rồi thôi. Ôi, giờ cá đã chín hết rồi, em cũng mời cả nhà mình cùng ăn bữa trưa với em nha. Nhìn ngon quá cả nhà ơi. Lại thêm một con cá chim nữa. Không biết con này nó có béo như con trước không nữa. Hai con này khác nhau nha, một con là có cờ, có di cờ. Con này có, còn con nãy là không cả nha. Nhưng mà con này nhìn cái thịt nó hơi khô. Cái dê con này nó nhám nhám, nó như là con cá bò nhám, bò giấy á.
Đây là con cá bò dê bò dép gì nè. Cái dê nó dày lắm. Cái này mà còn sống lột cái dê nó khó lắm cả nhà ơi. Cứng lắm. Nó như một miếng gì luôn. Nóng lắm. Thịt của nó này, cái nhà mình thấy không? Nó dài như thịt ghê cái nhà. Cái số thịt nó ngon lắm. Đây, mời cả nhà nha. Nó dài lắm chứ không phải mềm đâu. Đó. Nó như cái ức con ghê cái nhà.